mình đi. Xin chào các bạn, trong chương trình Vẻ Đẹp Việt Nam hôm nay chúng ta cùng khám phá vẻ đẹp của danh thắng Tràng An của tỉnh Ninh Bình. Danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng hơn 90 km về phía nam. Nó nằm trong vùng lõi của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới thuộc quần thể danh thắng Tràng An. Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc địa phận của các huyện Hoa Lư, Gia Viễn và một phần của thành phố Ninh Bình. Một phần của hang động Tràng An đã được tỉnh Ninh Bình đưa vào khai thác và phục vụ du lịch. Hiện nay, khi chúng ta đến Tràng An, chúng ta thường tham gia 3 tour. Chủ yếu là chúng ta đi bằng thuyền nan, kéo dài khoảng 3 giờ và một tour du lịch leo núi. Tour du lịch đường thủy bắt đầu từ khu đón tiếp trung tâm nằm bên đại lộ Tràng An, qua các điểm du lịch và cây cầu này bắc vào khu đón tiếp trung tâm du khách. So với các khu du lịch lân cận thì nó có đường nét khá là tương đồng như là Tam Cốc, Bích Động thì chủ yếu là hình thức du lịch trên sông. Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long là du thuyền trên đầm sinh thái thì hang động Tràng An rất đặc trưng là hình thức du thuyền trên các thung lũng nước. Nó được tạo bởi nhiều vách núi đá được nối thông nhau bằng những hang nước mà không phải quay đầu ngược lại. Cái tuổi thì hoa sống hoa chết nhiều lắm. Đấy, mấy bọn toàn hoa sống hoa chết đi. Thì con cái, chồng. Thế thì đúng rồi, thế thì em nói cũng sai rồi. Thì đúng đấy, đứa cái tuổi đấy là hoa sống hoa chết nhiều lắm. Quên đi quay cửa hàng là cái gì nhỉ? Cái gì nó có cái vân vân gì hay cái gì nhỉ? À cái gì có vân kia, à cái hàng này hàng cà phê hay hàng gì nó mà hả? Thank you.
thận đấy. Dìm đây là không trước cái gì bằng trước máy đâu, máy móc. Điện thoại. Không, ở đây nó lông thôi, nó lông thôi. Đây được họ chặn lại đi em, có phải là họ ấy đâu. Thế xăng à?
đổ nước vào đi đi thôi đi thôi đi thôi đi đi không lên 5 triệu nóng mà. Nhiều đấy. Vớ vẩn hết. Thế nhưng mà bọn anh ăn là hôm trời mưa không xuống được, thế là ăn ở trên đấy ông ấy bảo là ý ông nói là không được ăn được. Thằng ơi, ông cứ hình dung như cái nồi cơm sống hiểu chưa? Đến trưa đấy ở nấu đến rồi hôm bữa này mà bác nào nó sống cố mà ăn hiểu chưa? Đấy, cảm giác như ông không ăn nóng đói đúng không? Ừ đấy, mình cứ hình dung như thế thì thôi anh em mới cam chịu đi đúng không? Thế là xong. Mát chưa? Thích đó. Cảm giác thích nhỉ. Nước thì rửa được. Sợ, sợ nó chất vui em. Thế đừng cho vào mặt rồi mai về trắng bạch trời. Yeah.
lên rồi đấy. Bây giờ sẽ đầu công là xong rồi đấy. Xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.